Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay bên em xin giới thiệu với anh em một combo cấu hình. Bộ cấu hình karaoke này giá rất là tốt cho anh em và đầy đủ các thiết bị anh em nhé. Anh em có thể chơi tốt trong những cái gian phòng tầm khoảng độ 35 cho đến 40 mét vuông hoặc là tầm 25 mét vuông cũng vô tư anh em nhé. Vì tại sao như vậy? Thì với bộ cấu hình này em phối ghép rất là vừa phải, sử dụng một cặp loa bass 30 từ neo và một súp điện, cái súp mà nói sang thì một chút là súp active anh em nhé. Đó, thì với combo này thì trị giá của nó không cao nhưng mà cái chất âm của nó mang lại rất là tốt. Một chút nữa anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái chất âm của nó anh em nhé. Với combo này thì em sử dụng súp S12P của LX Acoustic, của Lux Acoustic anh em nhé. Con súp này là một trong những cái súp mà rất là dễ chơi và giá của nó hiện tại là 3.800.000 đồng anh em nhé. Súp rất là chất, anh em có thể nhìn qua là một lượt đấy. Đó, kể cả những cái e căng này của nó rất là chắc chắn và dày dẫn anh em nhé, rất là dày dẫn. Súp này giá hiện tại đang là 3.800.000 đồng, rất là đẹp, anh em có thể nhìn qua một lượt đấy, gần mút anh em nhé. Anh em có thể nhìn qua rất là đẹp, rất là chất, 3.800.000 đồng. Anh em nhìn chất từ cái e căng này, nó rất là dày dẫn đó. Loa thì ở đây em sử dụng cặp loa KT12 bass 30 anh em nhé. Đó, dòng loa bass neo và sử dụng chép neo anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Đó, KT12, đây là một trong những cái cặp loa mà em đánh giá rất là cao và bên em đang bán rất là chạy với cặp loa này anh em nhé. Nhập nguyên con, sử dụng bass neo, chép neo. Đó, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp chất. Với giá của nó là 10 triệu anh em nhé, 10 triệu một cặp. Đó, súp 3.800.000 đồng. Với combo dàn máy thì ở đây em có sử dụng một cục đẩy 1102D với công suất 1000W trên một cây. Thì sau anh em có thể nâng cấp thêm cho em một cặp loa nữa anh em nhé. Có thể nâng cấp thêm một cặp loa nữa. Một cặp loa này thì khá là thừa công suất. Đó, và tích hợp theo nó là có quản lý nguồn bên trong 4 cổng anh em nhé. Thì sau anh em có thể cắm mic, cắm vang trên nó được. Giá của nó hiện tại 6.200.000 đồng và công suất là 1000W trên một cây. Đó, thì rất là khỏe luôn anh em nhé. Thiết bị tiếp theo ở đây em sử dụng con vang LX8 vang số anh em nhé. Con này đầy đủ USB, Bluetooth, cổng quang. Đó, và cái quan trọng nữa là nó có hai đường mic AB riêng biệt anh em nhé. Đó, hai đường mic AB riêng biệt. Khi các bác mua con vang này bên em sẽ cài sẵn cho anh em là 6 chế độ anh em nhé, 4 chế độ HKK và 2 chế độ nghe nhạc. Thì với con vang này thì là một trong những con vang giá rất bình dân, chỉ 3.3 triệu thôi, nhưng mà cái chất âm mang lại thì tuyệt vời luôn, không thể chê được. Lưu ý với anh em là hai đường mic riêng biệt anh em nhé. Đó, bộ mic ở đây em sử dụng đó là bộ mic U805. Bộ này thì chất âm của nó mang lại rất là tốt, dày dẫn, và cái quan trọng hơn nữa là nó cầm nó rất là đầm tay anh em nhé. Đó, hát lên cao không bị vỡ tiếng, tiếng trung tiếng trầm rất là tốt. Giá là 3.300.000 đồng. Đó, thì combo này giá cũng không cao. Đó, giá không cao nhưng chất âm mang lại tuyệt vời luôn anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm của cấu hình này. Đó, rồi ok, các bác nhớ đeo tai nghe các bác nhé. Anh em cùng xem video thấy hay thì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau. Xin mời anh em cùng đeo tai nghe nhá, cảm nhận với bộ cấu hình karaoke này. Bộ cấu hình karaoke này rất là cao cấp anh em nhá. Sử dụng cặp loa bass 30, súp điện 30 anh em nhá. Cũng đẩy 1000W. Và mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận với cấu hình này. Em sử dụng mic U805 anh em nhá. Đó, rất là chất luôn ạ. Phố đêm mơ sáng sáng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớn. Mấy đêm là mùa trắng đầy cho nên còn tiếng say mềm trường thế.
trong giấc mơ dù bận quá chứ mơ.